Câu chuyện bắt đầu từ cái tấm hình mà Danny đã cho tôi xem chụp khi mà Hàm làm việc ở trước cái laptop ở phía sau của bóng đèn. Tôi cười, tôi nói đừng có giận chơi, nhưng mà dùng Photoshop thôi. Mà tôi không tin cái chuyện đó. Mãi cho đến khi tôi bước vào làm thì nó có những sự việc khác xảy ra mà làm cho tôi cũng thắc mắc. Từ trước đến giờ trung tâm Nhân Sơn đi đâu thu hình thì giờ lunch hay giờ dinner, giờ ăn của anh em hay là giờ nghỉ giải lao thì Charlie Nguyễn hay là những anh em lo về ánh sáng, âm thanh, họ vẫn tiếp tục làm việc ở trong rạp để cho kịp thời gian. Nhưng lần này thì khác hẳn. Cái bên rạp Majestic đó, người ta không cho bất cứ một ai trong cái giờ lunch hay dinner hay giờ nghỉ giải lao được quyền lảng vảng ở trên sân khấu hay là trong rạp. Tôi thắc mắc và sau đó tôi tìm hiểu thì mới thấy có những cái chuyện nó xảy ra mà tôi không thể giải thích được. If the theater is ever left totally dark, then it will be inhabited by ghosts. Cái người lo phụ trách về cái rạp, ông mới đẩy một cái đèn ra và thắp sáng nó lên. Tôi mới hỏi tại sao, thì ông nói rằng nếu mà mình không thắp cái đèn này lên trong lúc không có ai trên sân khấu thì sẽ có những cái bóng người hay là bóng ma hay là những cái tiếng chân đi lẩn dẩn trên đó. Và sự việc đã xảy ra nếu không thắp cái ngọn đèn đó lên mà trong thời gian nghỉ giải lao hay là không có ai, mà có ai đi ở trong đó thì thường hay có những cái tai nạn xảy ra. Nếu đêm nào mà không thắp cái bóng đèn đó lên thì người ta thấy có những bóng ma đi lẩn vẩn ở trên sân khấu, tạo nên những tiếng động hay là tiếng khóc, tiếng cười, và thậm chí những cái toilet của phụ nữ cũng như của những người đàn ông ở trên lầu, ở phía dưới nghe tiếng dội nước, tiếng mở cửa, đóng cửa và tiếng người đi lao sao. Thậm chí cái cầu thang máy phải có người điều khiển bấm nút thì nó mới chạy lên chạy xuống. Đằng này không có ai hết mà tự động nó cứ chạy lên chạy xuống như thế này. Cái rạp Majestic, tức là Majestic Theater, là top 5 của Haunted ở tại Dallas này. Tức là nó có nhiều điểm mà có những sự kiện như là ma hay là quỷ ám hay là những cái hiện tượng khó giải thích được. Thì cái rạp Majestic là nằm trong 5 cái địa điểm mà xảy ra nhiều nhất. Và thậm chí ngay cả anh em trong đoàn là Ngọc Lâm cũng đã thu được những hình ảnh mà cho đến giờ phút này chúng tôi cũng rất khó giải thích. Thật sự khi mà Hàm á, em biết Hàm thì bản thân của em nó thì nó sợ ma lắm. Thì trong lúc mà Hàm quay behind the scene, quay cái những cái chuyện học kỳ trong cái cuốn văn sơn của mình ở Dallas á, thì Hàm ra cái lobby trong cái máy mà nó có cái đèn ánh sáng đó. Khi mà mình quẹt tới đâu thì tất nhiên mình phải thấy ánh sáng tới đó. Nhưng mà ngộ cái khi mà Hàm cứ quẹt đến cái chỗ này á, thì tự nhiên tự động cái hình nó bị mờ đi, out focus, và không thấy cái ánh sáng của cái đèn đó ở trên cái vách tường đó. Rồi Hàm sợ quá, Hàm đem tới cho em coi. Mà em biết Hàm thì tính nó sợ ma, nó thôi để đưa Lâm đi. Lâm xuống thử quay tự động, mình chỉnh cái focus, đừng có để cho cái máy nó tự chỉnh, tự mình manual. Thì em cũng quẹt cái chỗ đó thì thật sự ra không có thấy gì. Nhưng mà em nhìn bắt đầu cái máy của em quẹt qua ngược lại phía bên kia là cái phòng vệ sinh của người phụ nữ. Thì khi mà cái phòng của người vệ sinh của phụ nữ á, lúc mà em zoom vô á, thì em thấy có cái nét của người phụ nữ ở trên cái cánh cửa. Mà cấp đó Hàm và những người dancer không có thấy. Thì em nói kìa, cái dáng của phụ nữ kìa. Thì Hàm nó đứng sát bên em. Cái bắt đứng sát bên em thì em cầm cái máy như vậy, thì máy nó có cái màn ảnh. Thì em chỉ bắt đầu em càng zoom vô cái em càng chỉ, thì cái mặt của người phụ nữ nó càng gặp. Em muốn hù Hàm thôi, thật sự em không có nghĩ cái hình đó là một cái bóng, một con ma nào trên cánh cửa. Tại vì đối với em nó làm thấy giống như là một cái dáng hình của một người phụ nữ, nhờ cái ánh sáng nó gọi lên thấy thôi nha. Nhưng mà khi mà coi cái cuốn video ngược lại thì có cái đó thật sự là em không thể nào giải thích. Sau đó thì tôi lên làm việc với Charlie Nguyễn và Vân Sơn ở trên lầu của phòng của Danny, là phòng 1408. Tôi cũng nghe Danny kể về cái chuyện là cái phòng 1408 nó trùng hợp với cái tựa phim 1408 và đã thực hiện nói về chuyện ma ở tại một cái căn phòng của một cái hotel mà ai giờ ở trong đó đều chết cả. Và sự diễn xảy ra trùng hợp giống như trường hợp Danny và Tuấn ở cái phòng đó. Tôi cũng không tin. Thì khoảng 1 giờ sáng là tôi với lại Vân Sơn và vợ của Vân Sơn thì trên lầu đi xuống, lúc tôi cũng cầm một cái ly mì để đem xuống phòng ăn. Thì khi vô trong cái thang máy thì như từng lầu thứ 13 mà xuống dưới từng lầu thứ 5 nó mau lắm, thì bấm nút thang máy bắt đầu chạm. Thì lúc đó tôi mới nói là vợ Vân Sơn mới nói là Thảo ơi, tụi nó kể chuyện mà tụi lum quá, không biết ảnh hưởng gì trong đoàn không, mà không biết có thể không.
tụi nó làm gì có chuyện đó, thời buổi này làm sao có được. Muốn thể proof, phải chứng minh cho anh thấy thì anh mới tin được. Thì lúc đó vừa tới tầng lầu thứ năm, thang máy cửa tự động mở ra. Ba anh em chúng tôi vừa bước ra khỏi thang máy thì lập tức cái cửa nó không đóng lại như bình thường, và nguyên cái thang máy sụp xuống phần nữa. Bước ra thì khi mình bước ra là mình đi chứ gì. Vừa bước ra thì cái cửa này phải đóng lại. Tự nhiên nghe khít một cái, hết hồn xây lại là nó làm vậy đó. Nó không đóng hả? Cửa không đóng. Cửa không đóng là cái này tự động nó sụp xuống luôn. Nếu mà tôi bước ra trễ cái chừng 30 giây thôi là nằm kẹt. What's going on? Tôi chỉ nói rằng có lẽ nó xảy ra trùng hợp thôi, chứ làm cái thang máy mà có thể xảy ra được. Nhưng đây cũng là một cái chuyện rất là khó giải thích. Sau khi sự việc xảy ra thì tôi bắt đầu tìm hiểu thêm về vấn đề là nó khởi động từ lúc nào. Thực ra không phải là từ lúc tấm hình, mà trước đó khi đạo diễn Charlie Nguyễn đến Dallas để làm việc trong những ngày đầu tiên thì đã xảy ra đối với Charlie Nguyễn. I finished taking a shower, right? I dried myself. And I was standing there in front of the mirror and I feel a hand brush, you know, along my back. It's like this. It's like, so I turned around and there's nothing. Hơi ngạc nhiên, nhưng mà Charlie nghĩ rằng có lẽ là do những cái giọt nước mà mình lau chưa sạch nó ở trên lưng nó chảy xuống. Mình có cảm giác như có ai đang sờ vào lưng của mình chắc. Charlie mới lấy cái khăn lau sạch nước và tiếp tục súc miệng. Như để chứng minh là phải có cái gì đó. Một lần nữa, một cái bàn tay vuốt nhẹ lên lưng Charlie. Từ đó, Charlie dời phòng luôn, không dám ở cái phòng đó nữa. Sau đó tôi nghe anh em bàn tán khắp nơi. Từ Nguyễn Hồng Dung, Linda Chu, Andy West. Hầu như mỗi người đều có một cái câu chuyện liên quan đến những cái sự việc đã xảy ra và rất khó giải thích. Ngay cả Kiều Oanh và Lê Huỳnh cũng đã kể cái câu chuyện là Kiều Oanh cũng thật sự không tin gì cả. Thì trong lúc ngủ khoảng từ 1-2 giờ sáng gì đó, tự nhiên thì Kiều Oanh cảm thấy cái nhiệt độ trong phòng nó lạnh quá. Thế là tức đó khoảng 1 giờ khuya, thức tới 12 giờ 1 giờ khuya, anh Quỳnh cũng ráng ngủ để sáng mai sơ, Oanh cũng ráng. Mà cái thiết kế phòng nó ngộ lắm, như bước vô là một cánh cửa. Cánh cửa thì nó là phòng khách, thì bước vô nữa là cái phòng ngủ. Phòng ngủ thì nó cũng có cái cửa đóng lại anh ha. Em nói không biết cái phong thủy hay sao mà nó cứ 3-4 cửa thì cục lắm. Ba phòng rất là nhỏ. Nó giống như là một cái apartment. Thì Oanh đóng chính tay, Oanh đóng cửa lại một cái cục, giống như là cho nó vô một cái vô. Đang nằm thiêu thiêu khoảng nửa tiếng á, thì cái cánh cửa nó giống như có một cái gió mà nó cứ vậy, nó quạt vô thật đông cái. Cái Oanh mới nhìn nó, ủa sao kỳ vậy, nãy mình đóng rồi mà cũng nghĩ là chưa đóng, có thể em nghĩ này em khép hờ thôi. Mà tức quá, lúc đó Huỳnh cũng mơ mơ màng màng, không biết ông thức ngủ mà thấy ông cũng lăn quay lại cái thì Oanh đóng nữa. Oanh đóng một cái nữa, y như rằng khoảng chừng 10 phút sau Oanh nghe nữa, nó cứ bật. Trời ơi, lúc em nói là bây giờ nó còn giật óc người. Trung như trong cái sợ quá, nằm nhìn nó luôn rồi, cái mệt quá. Cái thì Oanh vừa nhắm lại một cái thì y như rằng là Oanh bị một cái nhảy sổ vô trong người Oanh vậy nè. Nhảy vô một cái là Oanh chống cự lại, là Oanh quạt một cái là cái bên đây nó có một cái bàn để mình để đồ lạc kèm bên kia đó, là rớt xoát hết. Mà là lúc anh Quỳnh giật mình là anh mới ôm Oanh, anh nói là cái gì, giống như có gì vậy anh nè, muốn ôm là mà Oanh không nói được luôn. Cái miệng Oanh nó cứng, Oanh không dám nói là Oanh đã thấy cái đó hay Oanh gặp cái đó luôn. Oanh nằm luôn giống như mình hết biết, quá sợ rồi, không nhúc nhích được luôn. Trên đây chỉ là một vài câu chuyện trong số rất nhiều câu chuyện mà anh em đã kể cho Việt Thảo nghe. Từ nhỏ đến lớn Việt Thảo chưa bao giờ sợ ma, tại vì Việt Thảo không tin là có ma. Nhưng đối với những người sợ ma thì lúc nào họ cũng tin là có ma, và bất cứ cái chuyện gì xảy ra họ cũng đều cho đó là ma cả. Ngay cả những anh chị em mà kể lại những câu chuyện ma này, họ cũng đều tin đó là có ma thiệt. Nhưng mà Việt Thảo nghĩ rằng đây có thể là những cái sự việc nó xảy ra một cách trùng hợp, ngẫu nhiên, bất ngờ. Nhưng mà cho đến giờ phút này Việt Thảo vẫn chưa giải thích được.